Shop phụ kiện Minh Thảo PCP, em xin được gửi lời chào đến tất cả những anh em đam mê săn bắn trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả anh em đam mê chơi về cái dòng sản phẩm kính ngắm lửa của nhà Makun để cho các bác cùng xem tham khảo. Cái mã sản phẩm ngày hôm nay em mang đến cho tất cả các bác đó là mã Makun Asalan hộp xanh nước biển. Mã của nó là Pro 4.5-18x44 FFP các bác nhé. Có đèn hồng tâm, cái phần đuôi IR này là thể hiện là có đèn hồng tâm. Tâm kính đã được in ở trên bao bì, các bác có thể xem tham khảo qua. Lát nữa thì em sẽ quay thực tế để cho anh em xem. Đó, các bác chú ý là hiện tại nhà kính ngắm Makun ở trên thị trường là không có hàng giả hàng nhái đâu nha các bác nhé. Hiện tại thì kính ngắm Makun thì nó sẽ có hai dòng, một là dòng hộp xanh, hai là dòng hộp đỏ. Đấy, như cái quay ở cái dòng hộp xanh này em quay cho anh em đây. Đấy là cái dòng Makun hộp xanh Asalan anh em chơi từ bao nhiêu năm nay là nó vẫn là như thế rồi. Còn dòng hộp đỏ thì nó mới có từ năm ngoái các bác, cuối năm kia đầu năm cuối năm kia rồi. Đấy thì nó mới có dòng hộp đỏ là một cái loại cái mã Wolverine là loại mã khác, còn này là Asalan nha các bác nhé. Đó thì em nói rõ cái như vậy để cho anh em là mua hàng là anh em yên tâm về chất lượng của dòng kính ngắm Makun. Cái này thì được sản xuất duy nhất một nhà máy sản xuất trực tiếp, người ta làm ở phân phối từ bên Trung Quốc, một nhà máy phân phối sang bên Việt Nam. Đó. Hiện tại thì với cái cấu hình như này thì các bác yên tâm là nó sẽ có đủ chế độ chống nhảy tâm các bác nhé. Điều đặc biệt mà những cái điều mà em cảm thấy cái dòng kính ngắm Makun là đáp ứng rất là tốt về cái giải sản phẩm của họ làm ấy, thì đây em sẽ quay các bác cùng xem. Đấy. Đây thì những cái giải sản phẩm của dòng kính ngắm Makun bây giờ ở bên nhà máy người ta xưởng làm, cái mặt kính người ta nâng cấp lên rất là led các bác nhá. Mặt kính nâng cấp lên rất là led, led hơn so với ngày trước, led hơn so với ngày trước. Đã thế nhá, cái giá của nó thì cũng cực kỳ hợp lý và phải chăng. Còn về cái độ chuyên môn, về cái độ ổn định các thứ ấy, thì anh em nào đã chơi qua cái dòng này thì các bác có thể là để lại cảm nhận trong bên comment phía bên dưới. Đấy. Hộ em. Đấy. Còn là cái dòng này là anh em là chơi rất là nhiều này, dòng Makun này. Đấy. Chống nhảy tâm này, thân là thân kính là thân phi 30 có đèn hồng tâm nha anh em nhé. Đèn hồng tâm rất là đẹp. Thông số là 4.5-18 thì đảm bảo với tất cả mọi người là chơi được khoảng cách trên dưới 100m đều là ok, lắp được đầy đủ hết tất cả các loại củi khác nhau. Có đèn hồng tâm để anh em chơi vào lúc mà thiếu ánh sáng nữa. Đấy. Phụ kiện đi kèm khi anh em mua kính ngắm đi sẽ đi theo hộp là bao gồm một chân kính, ống chống lóa các bác nhé, sách hướng dẫn và một chiếc khăn lau để anh em có thể là vệ sinh kính. Đấy. Đó. Thì nói chung tất cả mọi thứ đều ok rồi. Còn giá thì sao? Giá thì cái kính ngắm này thì nó sẽ tầm trung so với những mặt bằng kính ngắm thôi. Thì cái này thì em sẽ báo giá là khoảng nhá, là không đến 2,5 triệu. Giá không đến 2,5 triệu. Anh em nào thiện chí mua, các bác nhấc điện thoại lên gọi điện trực tiếp cho bên em. Đấy, anh em mua thiện chí thì gọi điện lên thì em sẽ báo giá chính xác nhất tại thời điểm em bán nha các bác nhé. Bây giờ thì bên nhà em cũng bán là lâu năm rồi. Bây giờ là ví dụ ví dụ mà em mà nói giá cả kính nó chính xác tại thời điểm hiện tại, nhưng mà cái lúc anh em xem lúc đấy lại khác thời điểm hiện tại thì cái đấy nó rất là khó, thì em sẽ báo giá khoảng tầm tiền là như vậy để anh em có ước tính được cái túi tiền của mình. Đấy. Đây. Và một vài chức năng của kính ngắm thì sẽ có là lúm chỉnh đèn hồng tâm này. Ở đây, chỉnh đèn hồng tâm. Lúm chỉnh led này. Con này là có độ chỉnh độ led là 600Z anh em nhé. 600Z. Đấy. Lên xuống sang trái sang phải. Đấy, đều được các bác nhé. Đều anh em đều nhấc lên xoay.
Đây, anh em lúm chỉnh ở đây. Đó. Zoom xa, zoom gần, cái này là 4.5x đến 18. Chỉnh cận viễn là đầy đủ hết. Cận viễn là đầy đủ hết. Đó. Đây là phần tâm kính thực tế nha các bác nhé. Tâm FFP thì anh em biết rồi, là khi zoom lên tâm nó sẽ to lên theo. Tâm nó sẽ to lên theo. Tâm kính ngắm này. Đó. Thì vừa rồi thì em đã giới thiệu cho tất cả các bác cái mẫu kính ngắm này. À, vừa xong em quên chưa bật đèn hồng tâm. Em bật luôn đèn hồng tâm để anh em xem cái độ sáng của đèn hồng tâm nhé. Thì ở cái này đèn hồng tâm thì nó sẽ có 5-6 cấp độ khác nhau, từ sáng, từ mờ cho đến sáng. Nhưng mà cái này nó là sáng là một dấu chấm này. Đấy, nó sáng một dấu chấm ở giữa tâm, duy nhất là một dấu chấm ở đây. Sẽ sáng một dấu chấm ở giữa tâm. Đấy, các bác nhìn đấy. Nó em quay nó bị ngược sáng một chút thì anh em để cái phần ở trong phần tối nó một chút chấm đỏ kia nhá, chấm đỏ đây là độ đèn hồng tâm nó sáng đấy. Đây tắt đi, đây tắt thì nó tắt này, bật lên nó sáng này. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, nó sẽ sáng duy nhất là một dấu chấm tròn ở giữa các bác nhé. Như vậy là anh em đi chơi là cũng đã rất là lợi thế rồi, anh em chơi vào điều kiện là thiếu ánh sáng. Thì thường những lúc như vậy thì anh em bắn khoảng cách thì chắc là cũng không quá 100m đâu đúng không ạ? Đấy thì bắn như vậy thì anh em một chấm duy nhất như thế là cũng đã sành điệu rồi. Đấy. Thì đấy là toàn bộ cái phần giới thiệu sản phẩm của em ngày hôm nay. Đang làm mà có thiện chí mua hàng, anh em gọi điện trực tiếp em báo giá nó chính xác cụ thể hơn nhé các bác nhé. Rồi. Video của em xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau.